Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của em Best Mobile. Ngày hôm qua mình dùng khoảng 6.000 coin, chúng ta đã có thể săn được Vinicius, săn được Tony Cruz và săn được có hàng Lookman. Thì ngày hôm nay mình sẽ trải nghiệm về tam tấu này cho các bạn xem nhá. Vinicius sẽ đã cặp chung với có hàng Lookman và Tony Cruz của chúng ta sẽ đã cái vị trí là tiền vệ trung tâm. Và trong cái bốc Play of the Week mình cũng dính được một con hàng nữa, đó chính là con hàng Kanté nha các bạn ơi. Thì ở đâu có bóng là sẽ có mặt của Kanté. Nói chung là Play of the Week từ này mình nghĩ là Musiala và con hàng Kanté là hai con hàng ngon nhất trong cái bốc màu xanh của chúng ta. Quay trở lại về tam tấu Showtime từ này thì nói về Vinicius thì đây là một trong những cái phiên bản mà phải gọi là nó mới thì các bạn ơi. Nhìn vào cái bộ chỉ số mình nghĩ là các bạn sẽ không có ấn tượng gì với Vinicius, nhưng mà các bạn phải quan tâm về cái phần chỉ số và cái thiết kế của thẻ. Các bạn thấy là về cái thiết kế và cái chỉ số rất là cao, và về cái mặt tốc độ cũng rất là nhanh. Và đây là Vinicius dứt điểm, nhưng mà bóng vẫn sẽ còn trong chân của Tony Cruz. Làm gì đây? Rồi tạt vào trong cho con hàng Lookman của chúng ta đánh đầu luôn. Ui cái gì thế nhờ, cái gì thế nhờ. Một tình huống các bạn có thể thấy đó chính là về cái khả năng truyền của Tony Cruz. Các bạn ơi, chúng ta cùng nhau xem lại pha bóng này. Tony Cruz trong một cái tư thế nó không quá thuận lợi, hình như đây là cái skill Vinicius Pass đúng không các bạn ơi. Đó, các bạn thấy là về khả năng truyền của khả năng truyền của Tony Cruz rất là hay và cái độ chính xác rất là cao. Chúng ta tạm thời bỏ qua Vinicius đi nha và chờ đợi Vinicius trong những cái tình huống tấn công thì mình sẽ nói nhiều hơn. Quay trở lại về Tony Cruz, phiên bản lần này là cái phiên bản nó như thế nào thì các bạn có thể biết là Tony Cruz của chúng ta đã có những cái phiên bản từ phiên bản Play of the Week, và cái phiên bản gần nhất đó chính là cái phiên bản chỉ số 100 cùng với cái phiên bản là phiên bản highlight các bạn quay cho cái bốc Ibis gì đó mình không nhớ nữa. Nói chung là hai cái phiên bản gần nhất thì cái bộ chỉ số nó cũng rất là đẹp về quán truyền. Tuy nhiên thì đây là một cái phiên bản mình thấy khá là hoàn thiện các bạn. Các bạn có thể thấy là về khả năng giữ bóng này, khả năng truyền và khả năng đóng xa. Nhưng mà là tiền bạn, mình đang nói về Tony Cruz thì tiền bạn đã có một cái pha đóng rất là căng và người ghi bàn là Lewandowski. Pha này mình hơi ẩu các bạn, khi mà mình truyền cho con hàng N'Golo Kanté, mình tính truyền cho con hàng Tony Cruz phát động tấn công, nhưng mà dường như là mình bấm cái lực nó cũng không có chuẩn. Đó, nên là đã mắc một sai lầm và sai lầm sẽ trả giá bằng bàn thắng. Nói chung là pha bóng đó thì Lewandowski đóng cũng quá căng các bạn ơi. Nói về Tony Cruz thì cái phiên bản lần này là về khoảng rê bóng, khoảng truyền rất là đẹp rồi. Và về cái khoảng tốc độ nữa các bạn thấy là tốc độ 83 cũng rất là nhanh nha. Ở những cái phiên bản kia thì các bạn thấy là kiểu tốc độ đầu 7 nhìn rất là chán luôn các bạn. Nó kiểu không nhanh. Nhưng mà trong cái phiên bản lần này thì lại ngon rồi. Và về cái khả năng phòng thủ nó cũng ok la. Nói chung là những cái phiên bản gì đó. Nhưng mà team bạn làm gì thế, may mắn thế nhờ. Bình tĩnh lại, từ từ. Tạm thời bỏ qua Tony Cruz luôn. Rồi làm gì đây. Tony Cruz nào, phòng ngự nào Tony Cruz ơi. Ok la, rồi không có gì nguy hiểm hết. Rồi băng bật đơn giản cho Vinicius chạy nào. Chiến thuật trong trận đấu mình đề ra là Vinicius di chuyển và Tony Cruz sẽ tung ra một cái đường truyền, nó phải gọi là sắc lẹm. Giống như kiểu cặp bầy trùng của Man City vậy đó các bạn ơi. Erling Haaland di chuyển và Kevin Reiner chọc khe. Đó, kiểu ghi bàn và chúng ta cũng kết thúc trận thi đấu đầu tiên với tỷ số là 1-0. Hiện tại thì mình đang đá với lại bạn Phủ Trần nha. Chúng ta sẽ đá 3 trận với nhau. Bạn này thì hiện tại đang ở cái mức rank đó là rank Division 2. Và bên tiền vệ chạy cánh chúng ta cũng có Di Maria nữa, thiên thần chạy cánh của tuyển Argentina. Nhưng mà trong phiên bản lần này là một cái phiên bản của câu lạc bộ. Ok la luôn. Và team bạn đã lên tiếng trong một cái tình huống mình đã smart up rồi. Mọi người ghi bàn là Bruno Fernandes, phiên bản tiền đạo. Pha này mình đã smart up, mình đã bắt bài rồi, nhưng mà không hiểu lý do tại sao lại có một cái khe để cho Bruno dứt điểm nhờ. Upamecano và Kanté hợp lực nhưng mà không thể đánh bại được con hàng của Manchester United, khá là đáng tiếc và khá là buồn. Nói chung là team bạn dẫn bàn trước thì mình cũng sẽ đẩy cao đội hình lên để có thể tìm kiếm bàn thắng. Rồi cố gắng đưa bóng cho Vinicius để chúng ta có thể là xem phiên bản này nó sẽ như thế nào. Đây Vinicius giơ tay rồi nhưng mà mình không có khoảng trống để mình truyền Lookman. Vinicius nào, ngoặt vào trong đi. Dễ bị đẩy ngã thế nha. Nói chung hầu như những cái phiên bản mà mình thấy kiểu là con hàng nào mà kiểu cái thể hình nó hơi ốm ốm ấy các bạn là dễ bị hậu vệ tác động đẩy ngã lắm.
Rồi Tide nào. Lúc me nào. Hay thế nhờ, pha này mình tính đột phá nhưng mà mình lại dứt điểm luôn các bạn ơi. Và chúng ta đã có một cái pha bóng phải gọi là xử lý nó quá đẳng cấp đi. Ai nhờ Di Maria đúng không? Vinicius tì đè tốt luôn và Lookman xử lý trong không gian hẹp khi mà ngoặt quá nhanh và chúng ta đã có thể dứt điểm quá kinh khủng. Và đó là cái chân phải của con hàng Lookman và team bạn lại tiếp tục là Lookman. Team bạn truyền sai thì Lookman sẽ trừng phạt, nhưng mà đây là Lookman với cái chân trái quá bén đi các bạn ơi. Pha bóng này mình không có gì phải bàn cãi hết, tại vì team bạn đã mắc sai lầm và mình đã có thể tận dụng được. Chúng ta xem lại pha bóng này nha. Vinicius bắt bài tốt này và truyền một cái quả bóng nó cũng rất là nhẹ, và cái chân trái của Lookman lắc léo lắm. Con hè này dứt điểm bén thế nhờ. Cảm giác là mình thấy Lookman khá là giống, đó chính là huyền thoại Ricardo Kaká các bạn. Ricardo Kaká thì phiên bản tuyển Brazil cũng là style player và cái bộ chỉ số rất là đều. Nói chung là về cái thể hình thì nó không ngon như là về Ricardo Kaká, nhưng mà về khoảng rê bóng, về khoảng dứt điểm, về khoảng tốc độ các kiểu đồ thì mình thấy là Lookman khá là ngon, thì các bạn có thể chơi đó. Rồi tiếp tục nào, Vinicius nào, truyền. Và đây là tốc độ của Lookman, lại là Lookman lên tiếng. Pha bóng này Lookman ơi, góc nó hơi hẹp rồi. Góc nó hơi hẹp nên là mình không biết phải xử lý như thế nào nữa. Double thoát thì nó cũng không được đâu các bạn. Rồi ok là Toni Kroos nào. Toni Kroos chúng ta sẽ cố gắng tận dụng những cái đường truyền, do là nãy giờ là mình truyền nó hơi ẩu các bạn ơi, truyền vào chân đối thủ không, nên là chưa có những cái pha bóng truyền gọi là mãn cái đôi nhãn. Mình không biết là Toni Kroos đã có gọi là sao nhỉ, Toni Kroos hiện tại là cái chỉ số truyền nó đã cao nhất game chưa các bạn, hay là còn cầu thủ nào nữa hay không ta, chứ mình thấy là cái chỉ số truyền 101 là cao khủng khiếp luôn rồi đấy. Và khi mà các bạn chơi những cái chiến thuật như là về những cái chiến thuật mà có cái vị trí tiền đạo chỉ cánh đồ ấy, thì các bạn phát bóng rất là ngon nha bạn, các bạn triển khai bóng dài đồ này kia là nó mượt kinh khủng luôn. Nói chung là Toni Kroos trong phiên bản này ngon quá, và Vinicius cũng vậy. Lúc đầu thì mình nhìn cái bộ chỉ số của Vinicius thì mình lại không mấy ấn tượng các bạn. Nhưng mà khi mà mình chơi rồi thì mình mới thấy thực sự là con hàng Vinicius này nó bén. Nó bén, nó rất là bén là các bạn. Bạn nào mà đã chơi phiên bản Play of the Week thì các bạn cảm giác như nó 10 thì phiên bản này là gần như tới 100 lần. Ôi pha bóng này Vinicius nó hơi, mình là dứt điểm hơi chậm. Pha này truyền nhả về cho Lookman cũng ok, nhưng mà mình xử lý nó an toàn, mình muốn cho Vinicius ghi bàn lên tiếng các bạn ơi. Các bạn thấy là tốc độ Vinicius kinh khủng lắm, kinh khủng thật sự luôn. Có bóng là các bạn cứ truyền cho Vinicius chạy thôi. Rồi Vinicius nào, truyền Vinicius nào, xử lý đi nào, có thế. Và trong phiên bản lần này Vinicius cũng có một cái skill, nói chung chắc là về cái khoảng rê bóng thôi các bạn ơi. Đó thì các bạn có thể là chúng ta xử lý những cái pha đột phá với Vinicius thì nó rất là ngon. Và trong phiên bản này cũng là một cái bộ chỉ số về khoảng dứt điểm rất là cao. Dứt điểm bộ chỉ số lên tới 93 lần, giúp cho các bạn dứt điểm phải gọi là hết nước chấm. Các bạn cứ bứt tốc và sau đó chúng ta đưa ra một cái pha bóng nhẹ nhàng, không cần phải stunning đâu. Ok là Kante, nãy giờ Kante mình thấy thu hồi bóng rất là hay này. Vinicius nào, tốc độ của Vinicius đột phá luôn. Các bạn thấy tốc độ rất là nhanh, nhưng mà đây là Vinicius trong một cái góc nó hơi hẹp. Mình đã cố gắng xử lý rồi nhưng mà hơi khó nhờ Toni Kroos truyền vào trong. Rồi phản công hả? Phản công thì mình sẽ phòng ngự thôi, mình sẽ phòng ngự thôi các bạn ơi. Tỷ số hiện tại là 2-1 rồi, chúng ta cứ đá bình tĩnh chậm rãi tí. Rồi xử lý skill nào, dứt điểm Stone luôn. Các bạn thấy là rê bóng rất là mượt nha các bạn, cái skill double thoát nhìn kiểu nghệ lắm. Double thoát này không giống như là về Leo Messi, mà double thoát kiểu giống con hàng Neymar các bạn. Đó, các bạn thấy kiểu nhìn nó dẻo dẻo, nhìn đã có mắt lắm. Ok la luôn, truyền hơi lỗi. Ok, khỏe thế. Các bạn thấy là con hàng Kante tốc độ khủng khiếp, các bạn tốc độ nhanh khiếp thật sự. Rồi các bạn cũng ban bạc, nói chung ban bạc mượt quá, ban bạc kiểu kết hợp nét thật sự. Rồi thì đè tí nào, xử lý skill nào. Để các bạn thấy là đảo bóng giữ bóng này khó chịu cho các bạn ơi. Stunning luôn. Có thế nhờ. Nãy giờ Vinicius chúng ta chưa ghi bàn, hầu như là những tình huống mà con hàng Lookman gánh tim thôi. Phải công nhận là Lookman bén thiệt. Ok là
dường như là thiên bàng bị mình ép góc rồi nên là hơi khó. Đánh giá về ba con hàng này thì mình nghĩ là con hàng nào cũng ngon hết trơn các bạn ơi. Các bạn nào mà xây team real thì nhìn cái team kiểu nhìn nó lực kinh khủng luôn. Tony Cruz 101, Vinicius 103. Kiểu đẹp mê luôn, đẹp mê ly luôn. Và trong thời gian sắp tới thì sẽ có chủ tịch Mbappe xuất hiện cặp với lại Vinicius. Nhưng mà đây là tiếp tục là team bạn lỗi hơn nhiều nha. Mình thấy là trận đấu này team bạn dường như không biết có bị rung tay rung chân gì hay không, hay là do màn lắc các kiểu đồ thì mình cũng không rõ, nhưng mà nói chung là con hàng Vinicius hay quá các bạn ơi. Rồi Toni Kroos đường truyền thả nhẹ nhàng quá nhưng mà vẫn chưa tới được chân của Vinicius. Musiala của team bạn nào? Làm gì? Ok, ok, bên trong vẫn còn có con hàng Cloud đúng không? Cũng của tuyển PSG. Ôi. Phút 90 rồi. Và trận đấu này có lẽ sẽ là một cái kết đẹp dành cho team của MPS Mobile. Trận đầu tiên chúng ta hòa, trận này chúng ta thắng thì sẽ còn một cái trận đấu cho team bạn gỡ nha. Trận sau nếu mà team bạn thua là mình chiến thắng luôn. Còn nếu mà team bạn thắng là huề. Còn mình thắng là mình sẽ giành chiến thắng. Đó, nói chung là như thế. Lookman nào lên bóng thì Lookman nó yếu rồi các bạn. Phút 90 đã hết nổi rồi. Rồi, kết thúc trận thi đấu thứ hai với tỷ số là 3-1. Mà có một cú đúp dành cho Lookman cùng với lại một bàn thắng dành cho Vinicius. Vinicius đá ok phết chứ bộ. Khả năng rê bóng mượt, khả năng dứt điểm mượt, tốc độ lại quá nhanh. Theo các bạn đánh giá thì tốc độ của Vinicius với lại chủ tịch Mbappe thì con hàng nào nhanh các bạn? Riêng mình cảm giác nha, mình cảm giác cái tốc độ của Vinicius nó nhanh hơn chút xíu các bạn ơi. Kiểu cảm giác nó thanh thoát hơn ấy, các bạn thấy chạy nhanh kinh khủng luôn. Hay là do mình bị kiểu nhìn cái thể hình của Vinicius đánh lừa nhờ? Mình cảm giác là thế cơ. Rồi Vinicius nào, tốc độ nào? Nói chung là con hàng nào cũng ngon hết. Mbappe thì nó cũng có cái chất riêng của Mbappe và Vinicius cũng như vậy. Hai con hàng này đã cặp với nhau là hết nước chấm rồi. Mình cũng sẽ chờ đợi chủ tịch Mbappe ra cái bốc và mình cũng sẽ săn cho các bạn xem. Vinicius nào, Vinicius ơi. Phiên bản này các bạn cũng có thể đá tiền đạo chạy cánh được nha. Nhưng mà nếu mà các bạn có những cái phiên bản như là về style tiền đạo ấy thì chúng ta style tiền đạo chạy cánh ấy thì cho Vinicius đá ok la hơn. Còn cái phiên bản này các bạn nên đá thuần CF thì nó sẽ ok nha. Đừng có đưa ra cánh đá các bạn ơi, kiểu chắc là đá theo dạng no style thì mình nghĩ nó sẽ không ngon đâu. Rồi Vinicius nào, chờ đợi nào. Lookman ready, đẩy hơi dài nữa. Kante, N'Golo Kante. Ok là các bạn thấy Kante nãy giờ thu hồi bóng nhiều lắm nha. Mình cũng đang chơi cái style long ball counter ấy, thành ra là cứ có bóng là cứ chọc cho Vinicius chạy thôi. Bí quá thì mình sẽ mở biên nào. Lại đẩy bóng dài rồi. Zonton nào. Ok là không có gì nguy hiểm hết. Trận này mình phải cho Vinicius lên tiếng nha các bạn ơi. Vinicius làm nhẹ cú gì đó đẹp đẹp tặng khán giả đi nào. Chỉ bỏ ra gần khoảng vài cá coi mà không làm gì hết thì nó hơi tiếc nuối. Nhiều khi các bạn bảo là Vinicius phiên bản này không ngon nhưng mà mình thấy là phiên bản này ngon nhá. Kiểu chỉ số nhìn đẹp nhìn mê thôi, mình thích khoảng đó các bạn ơi. Còn về cái khoảng in game thì mình nghĩ là đâu đó nó cũng sẽ na ná nhau thôi. Ví dụ như là về Play of the Week thì 8 thì cái phiên bản này ít nhất là phải được 10 kiểu vậy các bạn. Vinicius nào, Dre nào. Ui, hai ông hậu vệ kèm chắc thế, chết rồi. Toni Kroos nào, đóng quả Stonen. Còn lại là sai lầm của team bạn, mình không biết là team bạn làm sao mà lại để sai lầm nhiều thế nhờ. Nói chung là sai lầm thì mình tận dụng thôi, các bạn thấy là lực sút đóng không, đóng căng không các bạn ơi. Đấy, Toni Kroos đóng kiểu quả đẹp mắt thế. Ngon, ngon. Đây cũng có lẽ là một trong những cái phiên bản cuối cùng của Vinicius rồi. Không biết liệu rằng là sao Pro thì sorry các bạn, phiên bản cuối cùng của Toni Kroos chứ. Mình nhầm. Liệu rằng là sao Pro thì Toni Kroos có giải nghệ hay không thì mình cũng chưa rõ. Nhưng mà trong thời gian gọi là trong tương lai thì cũng sẽ có nhiều những cái phiên bản kiểu dạng là về Epic đồ các bạn. Kiểu vậy thì Toni Kroos cũng sẽ lại tiếp tục ra thêm một vài những phiên bản đó cho các bạn chơi.
Rồi thì bàn tấn công thì mình sẽ phòng thủ nào? Kante bọc lót tốt quá các bạn ơi, nãy giờ cứ ở đâu có bóng là có Kante hỗ trợ. Kante đúng kiểu là đá cái vị trí này ngon nha. Tiền vệ phòng ngự với cái tốc độ quá nhanh. Rồi kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên với tỷ số là 1-0. Nói chung là Vinicius nãy giờ cũng chưa có nhiều tình huống đẹp mắt để các bạn có thể xem nha. Lookman thì đã có một cú đúp rất là hay rồi. Pha bóng đó kiểu là 10 trên 10 luôn. Bây giờ là chỉ chờ đợi cho Vinicius bứt tốc và sau đó là dứt điểm ghi bàn vào lưới tim bàn là cái kết đẹp các bạn ơi. Do là đá 3 trận ra là mình cũng không có lọc được những cái trận đấu nào hay. Rồi thì bạn tấn công và đây là con hàng bơ đi, nhanh thế. Và này kiểu là hậu vệ của mình đã bị lỡ nhịp rồi, nên là không thể smart up kịp luôn. Nói chung là cái lòng hiểm hóc thế. Con hàng Upamecano kiểu sao sao ấy nhờ. Khó chịu ta. Lên nào, lên nào. Toni Kroos cùng với Vinicius ban bạc Lookman. Tốc độ của Vinicius và đường truyền của Lookman dành cho Vinicius. Đây mới thực sự là Vinicius này các bạn ơi. Chúng ta xem lại pha bóng này, mặc dù là hậu vệ đã biết rồi nhưng mà cái tốc độ quá nhanh đi và luồn lách quá khéo các bạn ơi. Mình sẽ cấp cho Vinicius một cái bằng lái, gọi là cái bằng lái không biết là B mấy nhờ, B mấy nhờ, B1 hay B2 đây. Nói chung là lạng lách đánh võng tốt quá, cái tốc độ khiếp thật sự. Ngon, ngon quá luôn. Đó mới là Vinicius và video ngày hôm nay cũng sẽ khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video nha và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sắp tới trên kênh của MPS Mobile.